Ân Nguyễn Đình Chiểu, Hạc Kiểm Long, huyện Định Quán. Anh Lợi, công an kinh tế huyện Định Quán có tham dự nhưng do có việc đột xuất nên đã về và hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho công cuộc này. Về phía khách mời tham dự, xin trân trọng giới thiệu bác Ba Tỷ, chủ nhà yến lâu năm tại Định Quán. Dạ, xin kính mời bác ạ. Ông Lê Anh Ca, họa sĩ và chủ nhà yến tại Định Quán. Về phía hiệp hội yến sao, xin trân trọng được giới thiệu ông Lê Thành Đài, nguyên phát động viên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân quận 9, nguyên phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM và hiện là thành viên của ban chấp hành hiệp hội yến sao Việt Nam. Ông Phạm Duy Kim, ủy viên ban chấp hành hiệp hội yến sao Việt Nam, trưởng ban hội viên hiệp hội yến sao Việt Nam, chi hội trưởng chi hội yến sao Việt Nam. Về phía cộng đồng bảo vệ chim yến Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Nguyễn Thi Linh, chi hội trưởng chi hội yến sao Bình Thuận và là trưởng ban quản trị cộng đồng bảo vệ chim yến. Ông Nguyễn Kiên Cường, thành viên trong cộng đồng bảo vệ chim yến. Ông Lê Văn Lâm, thành viên trong cộng đồng bảo vệ chim yến. Về phía truyền thông báo giới, xin trân trọng được đón tiếp chủ nhà báo truyền thông pháp luật và Mekong ASEAN. Ông Nguyễn Ngô Thiên Phú, đại diện Thiên Phú TV. Về phía nhà tài trợ công ty cổ phần Thiên Phú TV, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Dũng, chủ tịch nào cái công ty cổ phần Vượng Cát Yến, kim hiệp hội yến sào Việt Nam và cộng đồng bảo vệ chim yến Việt Nam. Xin trọng giới thiệu ông Phan Kim Hoàng, tổng giám đốc công ty cổ phần công ty Vượng Cát Yến. Và xin nhiệt liệt chào đón sự diện của tất cả quý vị chủ nhà yến tại đây. Đó là chú Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn. Thì hôm nay là rất là cảm ơn mọi người là từ xa tới đây đã tham dự cái ngày hội chim yến tại Định Quán. Thì cái hoạt động bảo vệ chim yến này nè là nó đã có từ năm 2019 rồi, tức là cái đây một năm rồi, nhưng mà do mới thành lập nên có rất nhiều hoạt động nên các anh em đều không biết. Thì đây là một cái buổi mà chúng ta là kết nối các chủ nhà yến lại với nhau. Thứ hai là chúng ta kết nối cái giữa chủ nhà yến và cơ quan chức năng để làm sao cho hoạt động chim yến chúng ta được bài bản, đi đúng hướng và phát triển và sẽ làm giảm cái nạn mà săn bắt chim yến. Thì con chim yến á là một cái gọi là tài nguyên thiên nhiên. Thì nếu chúng ta mà bảo vệ được cái tài nguyên thiên nhiên này thì nó sẽ cho chúng ta cái nguồn lợi rất là lớn. Thì Dũng hy vọng là giữa các chủ nhà yến và cơ quan chức năng chúng ta có cái sự kết nối bắt đầu từ hôm nay, và vì sao chúng ta có sự kết nối để mà làm sao cho hoạt động nuôi chim yến và bảo vệ chim yến thì nó đúng hướng, đúng pháp luật và phát triển cho cùng lại quốc gia trên khá đại. Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của Tổng Chủ. Kính thưa các chủ nhà yến trên địa bàn huyện, thì hôm nay được sự phân công của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về dự với cái ngày hội mà giải cứu chim yến khỏi nạn săn bắt. Thì là đầu tiên cho chúng tôi được đại diện cho chính quyền địa phương, chúng tôi là xuất hiện với cái toàn thể quan khách ở đây. Thì về việc phát triển chim yến trên địa bàn trong thời gian qua, thì hiện tại là đang cho phép làm hình là theo là nói hiện tại là đang phát triển theo hướng cái tự phát. Tôi mong rằng đó là trong thời gian tới cho các hiệp hội yến và cùng các chủ nhà yến trong thời gian tới cũng đề nghị là đang trong cái giai đoạn mà phát triển quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030, thì cũng mong là hiệp hội yến và cùng các chủ nhà yến đây hơn ai hết là những người mà biết được
là cái việc khách dự kiến ở đâu thì cũng mong cùng đồng hành với chính quyền địa phương để làm sao mà cái chỗ mà phát triển yếu thì ngày càng phát triển hơn. Cái thứ hai về các dòng sản phẩm mà để hướng tới về thị trường để khẳng định cho cái sản phẩm là yếu của địch quá, cũng mong rằng các hiệp hội cũng quan tâm đến cái việc mà giới thiệu sản phẩm của mình. Thứ nhất là cho trong huyện biết, cái thứ hai tỉnh và cả nước biết được là cái sản phẩm về yếm trên địa bàn huyện. Thì cái việc đó thì đứng ở chính quyền địa phương thì phòng nông nghiệp sẽ hỗ trợ đối với các chủ nhà yếm mà có nhu cầu xây dựng cái sản phẩm theo chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm và chương trình quốc thì huyện phòng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hết mình. Về đây cũng kính chúc quý vị đại biểu chương trình khách sắc là dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng. Xin hết ạ. Xin cảm ơn mọi người xin mời hôm nay ở sân khấu để chưa nói tới việc bảo vệ con chim yến mà bảo vệ một loài vật hoang dã thì đây cũng là một cái thực trạng mà chúng ta phải nên suy nghĩ và nhìn và làm cho cộng đồng chim yến ngày càng phát triển hơn. Rồi, em xin đáp chúc đại biểu và bà con một ngày cuối tuần vui vẻ và sức khỏe. Biết anh nói gì hơn rồi, chốt luôn câu nói của nhân viên đấu giá rồi. Anh chốt luôn vậy. Có ai đưa ra mức giá cao hơn không ạ? À? Như vậy thì Huy xin chốt bước chân về tình mẫu thứ thiên nhiên, mẹ về tổ mớm mồi cho con. Xét Dũng đưa ra giá 15 triệu lần thứ nhất. Cần một bàn tay đứng ngang đầu. Nó tập trung đây, nó quên lên rồi chứ. Chị Trang này, xin mời chị. Rồi, anh đạt được giá 16 triệu. 16 triệu. Bức tranh lại được nâng giá, lại được nâng giá từ quý vị. Rồi, cái này là đấu giá hay ý kiến không? Đúng, đây là ý kiến đấu giá thôi. Dạ. Rồi một có giá nữa anh Lê Lâm sẽ hùng với lại các chồng bất dụng để nâng mức giá của bức tranh lên 20 triệu đồng. Thật ra vừa rồi anh cũng định đấu giá để anh tặng cho Dũng, tặng cho mẹ, chứ anh không bao giờ đi dành cho chuyện một tử của người khác. Dạ, yeah, hay quá tuyệt vời. Những sự gắn kết, sự đoàn kết cũng như là về tình mẫu tử thiên liêng, ai cũng muốn khuyên nhau là chúng ta hãy đối xử nên hiền thật tốt, bởi vì này khi mà biết rồi thì chỉ có một mà thôi. Như vậy đối với giá 20 triệu lần thứ nhất,
là dàn tranh Lê Lâm, đứng chính anh Lê Lâm sẽ dành bức tranh này tặng cho ông Trần Bất Dũng. Anh Trần Bất Dũng để tặng cho mẹ.